Ngày 22 tháng 7, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết và 49 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC và các đơn vị liên quan. Trong vụ án này, 430 triệu cổ phiếu khống đã được Trịnh Văn Quyết đẩy lên sàn HOSE một cách ngoạn mục, qua đó thực hiện việc lừa đảo chiếm đoạt hơn 3.620 tỷ đồng của nhà đầu tư. Theo cáo trạng, muốn đưa 430 triệu cổ phiếu khống lên sàn niêm yết chứng khoán, Ông quyết và lãnh đạo Faros phải qua 3 điều kiện: được ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận là công ty đại chúng, đăng ký lưu ký cổ phiếu tại VSD và cuối cùng là niêm yết lên HOSE. Ông quyết và lãnh đạo Faros đã vượt qua được cả ba bước này nhờ sai phạm của một số cán bộ. Cụ thể để được ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận là công ty đại chúng, việc đầu tiên Faros cần làm là báo cáo tài chính 3 năm gần nhất. 2014-2015 và nửa đầu năm 2016 phải được một công ty kiểm toán độc lập chứng nhận trong sạch. Faros do đó ký hợp đồng kiểm toán với Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Kế toán Hà Nội CPA để có được xác nhận kiểm toán gian dối này. Liên quan đến bước đăng ký, lưu ký cổ phiếu tại VSD, Tổng Giám đốc VSD khi đó là Dương Văn Thành và trưởng phòng Phạm Trung Minh đã bị cáo buộc biết rõ hồ sơ của Faros chưa đủ xác định vốn thực góp, nhưng vẫn đồng ý ban hành giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán cho công ty này, nhập 430 triệu cổ phiếu Rose vào khu vực giao dịch của sàn HOSE từ ngày 24 tháng 8 năm 2016. Tiếp đó, để được lên sàn, theo quy định, công ty phải có vốn trên 120 tỷ đồng và trên 300 cổ đông. Trong khi Faros thời điểm đó mới có 15 cổ đông, gồm vợ chồng ông Quyết là hai cổ đông lớn nhất. Để đủ quân số trên 300, ông Quyết chỉ đạo em gái, bị can Huế, lấy danh sách cán bộ nhân viên để đưa vào danh sách cổ đông, nâng lên 386 người. Vượt 3 cánh cửa kiểm duyệt sau tròn 9 tháng, ngày 1 tháng 9 năm 2016, 430 triệu cổ phiếu Rose chính thức lên sàn. Cơ quan công tố cáo buộc, hồ sê từ đó trở thành phương tiện của anh em ông Quyết để bán cổ phiếu khống cho hơn 30.000 bị hại, chiếm đoạt 3.621 tỷ đồng.